chào quý khán giả đang đến với chương trình An ninh kỳ này. Như thường lệ, kính mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Công an tỉnh Tây Ninh ra quân thực hiện công tác dân vận đợt 2 năm 2023. Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự sau một tuần ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Tình hình tệ nạn và tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp. Thuốc lá điện tử mối nguy hại cho thanh thiếu niên. Ngày 16 tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh Tây Ninh ra quân làm công tác dân vận đợt 2 năm 2023. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ ra quân làm công tác dân vận tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu trong thời gian 15 ngày, từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 12 năm 2023. Trong đợt ra quân lần này, các lực lượng công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng đại đội bộ binh 61, đồn biên phòng Long Phước và các ban ngành đoàn thể, nhân dân xã tham gia tổng dọn vệ sinh trong cụm dân cư liền kề ấp Phước Tây và chốt dân quân biên giới Bào Năng, sửa chữa nâng cấp và phát quang các tuyến đường giao thông nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp và lao động giúp người dân tăng gia sản xuất và phụ giúp thu hoạch hoa màu. Đồng thời, lực lượng công an tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các hoạt động tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách, giao lưu văn nghệ, thể thao. Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2023, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với đoàn viên, hội viên, kết hợp do Ban Công tác Tư tưởng nắm bắt dư luận xã hội năm 2023 và triển khai cuộc vận động Tự hào một dải non sông trong tuổi trẻ Công an tỉnh. Đại tá Phan Văn Triều, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu nghe đánh giá kết quả tổ chức đối thoại giữa cấp ủy công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố với đoàn viên hội viên năm 2023, báo cáo tình hình tư tưởng dư luận xã hội và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 16 ngày 18 tháng 1 năm 2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại. Các ý kiến thảo luận của đại biểu đóng góp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, công tác hướng dẫn của Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên trong công an tỉnh, vai trò của đoàn viên hội viên trong đấu tranh phản bác các thông tin luận điệu sai trái thù địch trên không gian mạng. Những hội nghị đối thoại đã triển khai cuộc vận động Tự hào một dải non sông trong tuổi trẻ công an tỉnh và trao bản đồ Việt Nam cho công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố. Kết luận hội nghị, Đại tá Phan Văn Triều, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, hội viên, công tác nắm và giải quyết tư tưởng của cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận trong đoàn viên, hội viên, siết chặt hơn nữa kỷ luật kỷ cương, tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm của cán bộ chiến sĩ đoàn viên, hội viên trong thực thi nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Sau một tuần ra quân, lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội cơ bản được kéo giảm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trong đợt cao điểm, lực lượng công an các cấp sẽ tăng cường tuần tra kiểm tra tại các tuyến địa bàn, lĩnh vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và các nhóm đối tượng dễ phát sinh tội phạm. Công an các cấp cũng tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản những trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại. Kiểm tra vận hành các hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, đảm bảo hoạt động tốt khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đồng thời thường xuyên tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho các tiểu thương, hộ kinh doanh, diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các điểm chợ trên địa bàn tỉnh. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện trong người có nồng độ cồn, chất kích thích, chạy quá tốc độ, tuyệt đối không để xảy ra đua xe trái phép trong dịp Tết. Đợt cao điểm sẽ được tiếp tục thực hiện đến hết tháng 2 năm 2024.
Ngày 16 tháng 12 năm 2023, Bệnh xá Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thăm khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe các bệnh lý về mắt cho cán bộ chiến sĩ, công an hưu trí và thân nhân cán bộ chiến sĩ. Chương trình nhằm thăm khám và tư vấn điều trị các bệnh lý phổ biến như đục thủy tinh thể, tập trung ở người già, cán bộ hưu trí, các khúc tật xạ cận viễn loạn, tập trung cán bộ nhân viên trong ngành, các bệnh lý khác về mắt, cườm khô, lắc, lé. Việc thăm khám, tư vấn điều trị các bệnh về mắt góp phần bảo vệ, gia tăng sức khỏe cho đôi mắt, cải thiện chất lượng làm việc, sinh hoạt của mọi người. Trong năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triệt xóa 17 vụ, 83 đối tượng, thu giữ 146 bánh heroin, trên 198 kg ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng và nhiều tăng vật khác có liên quan. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, thời gian qua các đối tượng đã và đang gia tăng các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tuyến biên giới Tây Ninh đưa về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn. Các đối tượng liên kết với nhau tạo thành đường dây khép kín mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn, thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trong nội địa, tình hình tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy còn diễn ra nhiều. Các đối tượng độ tuổi chủ yếu từ 18 đến 35, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của các chủ khách sạn, karaoke, nhà nghỉ, nhà cho thuê để tụ tập sử dụng trái phép. Hiện nay, việc sử dụng thuốc lá điện tử trở nên phổ biến, người sử dụng ở nhiều lứa tuổi, trong đó có học sinh. Đáng báo động, thuốc lá điện tử xâm nhập vào học đường đã xảy ra ở nhiều địa phương cùng những hậu quả, ngộ độc, hôn mê, rối loạn nhận thức mà thời gian qua báo chí đưa tin là bài học cảnh tỉnh cho các bạn trẻ. Để phòng ngừa ngăn chặn tác hại do thuốc lá điện tử gây ra, thời gian qua Công an tỉnh Tây Ninh đã và đang phối hợp các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về mối nguy hại của thuốc lá điện tử. Những năm gần đây, bên cạnh các loại thuốc lá truyền thống đang được quản lý theo quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trên thị trường đã và đang xuất hiện các loại sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Phổ biến nhất là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hiện nay, luật phòng chống tác hại của thuốc lá không quy định về các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Vì vậy, các sản phẩm này chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Một số hương liệu được sử dụng trong thuốc lá điện tử đã được chứng minh là làm tăng độc tính của sản phẩm. Khói từ thuốc lá điện tử cũng gây hại cho sức khỏe của những người xung quanh. Các triệu chứng thường gặp ở người tiếp xúc thụ động với thuốc lá điện tử gồm khó thở, kích ứng mắt, nhức đầu, buồn nôn và đau họng hoặc kích thích họng. Hiện nay, cái tình trạng mà giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử cũng như đá bóng cười ngày càng gia tăng. Lợi dụng các việc này, một số đối tượng phạm tội đã pha trộn một số các chất ma túy thế hệ mới vào trong các lọ tinh dầu của thuốc lá điện tử để nhằm tăng mức độ gây nghiện của thuốc lá điện tử lên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Trong thời gian vừa qua, thì Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với nhà trường để tuyên truyền về tác hại và thủ đoạn của các đối tượng phạm tội đối với thuốc lá điện tử và bóng cười. Do đó, khuyến cáo tất cả các bạn học sinh nên tránh xa việc sử dụng thuốc lá điện tử và bóng cười để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là đảm bảo quá trình học tập của mình tại nhà trường. Để bảo vệ sức khỏe của người dân, nhất là đối tượng học sinh sinh viên, các cơ quan chức năng cần có chế tài xử lý cụ thể những cá nhân tổ chức buôn bán và sử dụng thuốc lá thế hệ mới. Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường nên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử để các bạn học sinh, thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Để hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, gia đình có vai trò rất quan trọng. Bậc phụ huynh cần quan tâm đến con nhiều hơn. Quan tâm lắng nghe trẻ và giám sát các sinh hoạt trong cuộc sống của trẻ, trên cơ sở tôn trọng, tránh dẫn đến các hành vi chống đối do bị áp đặt. Bên cạnh đó, vai trò giáo dục của nhà trường cũng là yếu tố quan trọng để trẻ ở lứa tuổi học sinh không bị lôi kéo vào những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội. Ngoài trang bị kiến thức về cách phòng tránh và các tác hại do sử dụng chất gây nghiện cho học sinh, đồng thời tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút học sinh tham gia, tránh xa thuốc lá và những thuốc vui không lành mạnh khác. Rồi riêng ở tại cơ sở của chúng tôi đó thì chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức các cái cuộc là tuyên truyền, rồi nhờ giáo viên chủ nhiệm
và các cán sự của lớp là giám sát, là nói chung là theo dõi các em để phát hiện ra kịp thời, ngăn chặn để các em tránh sử dụng các cái loại là thuốc lá điện tử hoặc là các chất kích thích, thì để các em biết được cái tác hại để chúng ta, để các em tránh, bảo vệ sức khỏe và chúng ta có một cái tinh thần học tập thật tốt. Sau buổi tuyên truyền về ma túy, tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử, thì con rút ra được là ma túy, thuốc lá điện tử có tác hại với học sinh chúng con. Sau buổi tuyên truyền thì con khuyên các bạn nên đừng nên sử dụng và có ý định sử dụng ma túy, thuốc lá điện tử dù chỉ một lần, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta và ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và kết quả học tập. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và sự chung tay của toàn xã hội, hy vọng tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử sẽ sớm được loại bỏ khỏi môi trường học đường, qua đó xây dựng một thế hệ trẻ vị thành niên nói không với thuốc lá để có sức khỏe, góp phần cho sự phát triển của đất nước. Chương trình An ninh Tây Ninh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.